Sốt chấm thần thánh của Cát Cai liệu có thần thánh như là lời Cát Cai nói? Ở trên chỉ bằng một muỗng sốt muối siêu cay này đây. Là sự kết hợp của muối Tây Ninh hảo hạng được rang xay tự nhiên với các gia vị độc đáo. Mà coi bánh tráng phơi xương buổi khuya là tôi phải đặt cho bằng được đó mọi người. Muỗng sốt chấm này là 500g, giá là 87 cành. Mà nếu mình mua nguyên cái set như tôi với giá là 124 cành. Về cái chất sốt đó mọi người thì không quá đặc cũng không quá lãi, nhưng mọi người mình sẽ thấy được cái hạt muối ở trên luôn, rất là thơm mùi tắc nè. Bánh tráng ở đây một sắp sẽ là 200g, là cái chất bánh tráng phơi xương thông thường như là mình ăn bánh tráng phơi xương muối hành phi vậy á. Trong đây tôi thấy nó còn có một xíu tiêu nữa mấy bà. Và cái này là cảnh báo cho bạn nào mà không ăn được cay thôi đừng mua nha mọi người ơi, tại vì đúng rồi nó cay lắm mọi người. Với sức tôi là một đứa ăn cay nhiều nhưng mà tôi vẫn thấy nó rất là cay. Nó cay đến cái mức á mọi người, ăn một hồi thôi nha mọi người là cái đầu của mình nó đổ mồ hôi ra luôn á. Tôi thấy hình như á là ở bên Cát Cai này nè mọi người, khi mà mình mua bánh tráng của Cát Cai được chích phần trăm để nuôi mấy em mèo hoang nữa. Nên là bình thường so với những bánh tráng khác á tôi rất là ưu ái cho Cát Cai nha mọi người, tại vì đây là một cái shop rất là dễ thương. Và đây là tôi sẽ cuốn thử nha mọi người, mình sẽ lấy một cái miếng bánh tráng bự luôn rồi mình bỏ cái sốt vô vậy nè. Nhưng mà ăn kiểu này là rất là cay nha mọi người, đừng có làm giống tôi nha, mình chỉ nên xé từng miếng ra mình ăn thôi. Rồi xác định luôn, ăn cái này xong là nó bao cay luôn mọi người. Cay một hồi rất là lâu. Mà mình có chính sách không ngon hoàn tiền bao gồm cả chi phí vận chuyển để bảo vệ quyền lợi của tất cả những khách hàng mua sản phẩm của mình. Sốt chấm hoa quả ba đời của nhà bếp trưởng review. Có gì đặc biệt mà dám cam kết không ngon hoàn tiền? Đây là lần thứ hai mà tôi review lại chai sốt chấm này. Vì tôi có xem một đoạn clip anh bếp trưởng nói là đã điều chỉnh lại độ ngọt và độ cay của chai nước sốt. Tôi mua lại y chang đợt trước review luôn, 4 chai là vị hành và vị tôm. Mỗi vị sẽ có 2 loại là vị cay và vị siêu cay. Cái mà tôi thích nhất là cái nước chấm này rất là kẹo nha mọi người. Tôi đang chấm là vị hành loại siêu cay. Và đúng là cái này đã được anh bếp trưởng cải tiến hơn nha. Vị siêu cay là nó cay hơn hẳn luôn. Thay thoảng cái mùi hành rất là thơm. Còn với cái vị cay á, tôi nghĩ bạn nào không ăn cay vẫn ăn được nha. Và vì đặc trưng của chai nước sốt này sẽ chấm với trái cây chua, nên dù là chai nước sốt đã được giảm ngọt rồi nhưng mà vị sẽ thiên ngọt nha. Để khi mà chấm với các loại trái cây chua như xoài non, cốc non nè, nó cân bằng được là mấy cái vị chua của trái cây á, đỉnh cao lắm mọi người ơi. Còn cái vị tôm bạn sẽ cảm nhận được cái vị của tôm khô luôn. Ta nói cái độ cay nó được điều chỉnh lại, ăn nó siêu đã. Bạn nào mà là team ăn chua và thích ăn cay thì mua một cái chai nước sốt loại siêu cay này đi, không ngon là không lấy tiền nha, tôi đảm bảo luôn á mọi người. Có lấy bếp trưởng lấy nha mọi người, chứ tôi mua review là cũng tốn tiền nha mọi người. Sốt muối chấm bánh tráng cay nhất và thần thánh nhất TikTok shop xin được mệnh danh là muối chú Hải nha mọi người. Vậy cái độ cay là tôi chưa kiếm ai qua được muối chú Hải. Về bánh tráng sốt chấm á mọi người, mà cái độ muối cay là bây giờ tôi chưa tìm được ai cay qua muối chú Hải là thiệt luôn. Một set tôi mua gồm một bộ muối, một sắp bánh tráng nửa ký có giá là 135 cành. Muối chú Hải thần thánh một cái là mình vừa mở ra thôi nha, nghe cái mùi là cảm giác được độ cay và độ tứa nước miếng liền luôn. Hạt ớt trong đây rất là nhiều nha, và bánh tráng ở đây dùng là bánh tráng hạt xoài. Cái bánh tráng này nó phù hợp để chấm hơn là để cuốn như là bánh tráng phơi xương thông thường mà tôi hay review á. Mọi người biết điểm đặc trưng của muối chú Hải là gì không? Vừa nghe cái mùi thôi là tứa nước miếng ra liền luôn. Hạt ớt trong đây cực kỳ nhiều luôn nha mọi người, sang lẫn sẽ có một xíu tiêu nữa, và nó rất là cay mọi người ơi. Bà nào không ăn được cay thì thôi đừng ăn mấy cái này nha, hoặc là bị bao tử đừng có ăn nha mọi người, nó cay lắm. Tôi đảm bảo luôn, sức bạn nào mà ăn cay gọi là vừa phải thôi nha cũng thấy nó rất là cay rồi. Nhưng mà thiệt sự đúng là cái muối thần thánh, đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cái muối nào mà cay bằng cái muối chú Hải. Trái điều miền Tây còn được gọi là trái đào lộn hộp, liệu có chát như lời đồn? Ở miền Tây tôi thì tôi biết cái trái này gọi là trái điều, nhưng mà cực kỳ thơm mọi người ơi, vừa nhận được về là nó siêu thơm luôn. Điểm độc đáo của cái trái này là cái hộp nó nằm ở ngoài nên chắc là người ta còn được gọi là trái đào lộn hộp á. Nói ra là kiểu bên trong nó sẽ xốp xốp nhưng mà nó rất là mềm nha. Ở bên ngoài nó mềm lắm mọi người, nó rất là dễ bị già bẻ. Một trái ra tôi ăn thử rồi đó coi, nó chát ngầm mà mọi người ơi, rất là chát luôn. Nhưng mà điểm cộng là rất là nhiều nước, kiểu rất là mỏng nước. Ủa, cái trái màu càng đậm nó càng ngọt, nhưng đâu ai ngờ là chát gì đâu, nên tôi sẽ bắt đầu đâm muối để ăn nha. Với cái trái mà nó chát như vậy là không thể nào thiếu muối ớt rồi. Rồi mình quệt lại mình ăn thử coi cái vị nó ra sao nha. Thấy mọi người kêu là cắt bỏ cái đầu ra bớt cho nó đỡ chát. Mọi người thấy cái sự tứa nước ra chưa? Trời ơi, tôi nói mọi người cái trái này nó cực kỳ nhiều nước luôn, nó mỏng nước, kiểu mình cắn ra nó sẽ dai dai nha mọi người. Và trái điều này á là tôi tưởng nó chua nhưng mà nó lại không chua, nó chỉ chát thôi, nhưng mà có trái nó sẽ ngọt ngọt chát chát. Trái màu vàng, màu cam, màu đỏ thì nó sẽ ngọt nè, còn cái trái màu xanh là như nó còn non á nên là nó chua lắm nha. Nhưng mà phần hạt này mọi người biết nên làm gì với nó không? Mọi người chỉ tôi với. Cái gì một ổ bánh mì Huỳnh Hoa mà trọng lượng 2kg? Liệu sự thật ra sao? Cùng tôi kiểm chứng nha. Một ổ bánh mì Huỳnh Hoa thì có giá là 65 cành nha mọi người ơi. Cái logo của Huỳnh Hoa hình như được đổi lại rồi nè hay sao á mấy bà. Nổi tiếng là một ổ bánh mì bằng giá một tô phở nha. Nhưng mà cái trọng lượng 2kg là tôi nghe mọi người đồn thôi nên là tôi kiểm chứng luôn. Đi kèm sẽ là một túi rau như vậy nè mọi người ơi. À không, hai túi, một túi đồ chua và một túi rau. Rồi cái phần bên trong nè mọi người ơi, lớp chà bông, lớp pate dày cộm. Đã vậy miếng thịt là miếng nào nó cũng to đùng hết nha. Các loại chả và thịt nguội trong bánh mì Huỳnh Hoa là đảm bảo cắt miếng nào miếng đó là ăn no luôn. Sau đó mình sẽ cho đồ chua hành vô các kiểu rồi mình mang lên cân thử nha mấy bà ơi. Thì sự thật là một ổ này khi mà bỏ hết đầy đủ vô luôn á, trọng lượng sẽ là nửa ký đó, trọng lượng này mới đúng nè chứ đâu ra 2kg. 2kg là dành cho 4 ổ á. Bỏ qua câu chuyện 2kg đi mọi người, coi cái phần nhân bên trong đẫm chưa nè. Mà công nhận là pate của Huỳnh Hoa mãi đỉnh mọi người ơi, nó béo nhưng mà nó lại không bị mặn nha. Mà thiệt sự là cái ổ gì mà nó đầy thịt đến cái mức mà muốn liều muốn rách ổ bánh mì luôn nè mọi người. Và cái phần thịt là chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng khi ăn bánh mì Huỳnh Hoa, chỉ cần nửa ổ thôi là ngán bánh mì một tuần.
Lần đầu ăn thử sữa chua đóng hộp nội địa chung và cái chết tởn tới già. Thì nó cũng ngon rồi đó. Không ngon thì nó cũng không ngon, nó như đồ ăn hạn. Hộp này tôi mua hình như có giá là 30 cành cho một hộp. Hai vị tôi mua là quýt với đào. Cái hộp nó là dạng hộp thiết á mọi người, xong mà tôi thấy nó bị kiểu dạng mà xét xét á nên tôi cũng sợ nha mấy bà ơi, cục này là hơi bị rén nè. Mở ra thì rất là nhiều topping trong đây nha, kể cả thạch nè, những cái màu cam cam này là quýt đó mấy bà. Trong đây có rất là nhiều trái cây tươi luôn nha, dạng như là đào thì rất là nhiều đào, còn quýt thì rất là nhiều quýt luôn. Cái thạch này nó giống như lại thịt dừa Việt Nam mình vậy đó mấy bà ơi, và cái chất của nó sẽ hơi nhớt nhớt vậy nè. Khúc này là tôi uống tôi thấy nó có cái điểm lạ lạ rồi nha mấy bà ơi, nhưng mà dạng như nó chua chua ngọt ngọt có mấy bà, xong mà kiểu dạng sữa chua thì là sữa lên men nữa. Thì nó cũng ngon rồi đó. Không ngon thì nó cũng không ngon, nó như đồ ăn hết hạn đó. Lúc này là em đang chìm đắm với cái đam mê suy nghĩ là cái món nó lạ lạ mà cái vị của nó kỳ kỳ lắm. Ê, sản xuất năm 2022, hẹn dùng 12 tháng, giờ thấy mấy rồi ta? Ôi vô. Giờ tháng 10. Ngày 23. Sao người ta bán là đồ có hạn vậy? Nè, nè sử dụng không? Ngày tôi ăn là tháng 10, ngày 23 nha. Mà ở đây kêu là 12 tháng là ừ nó hết hạn sử dụng. Nói thì chua, cái vị của nó y chang cái vị của người hết hạn mà, đồ ăn hết hạn mà. Thử thách làm sữa chua sấy giòn và cái kết bất ngờ. Tôi coi công thức là có hướng dẫn đàng hoàng luôn nha mọi người. Cái này người ta sẽ pha bột bắp với lại sữa chua vô chút rồi quậy cho đều lên. Sau đó mình sẽ lấy một cái tô khác đập lòng trắng trứng ra. Rồi lấy cái máy đánh trứng đánh cho nó bông lên nha mọi người. Khi mà đánh bông lên rồi mình sẽ bắt một miếng chanh vô rồi đánh tiếp. Đánh được một xíu rồi bắt đầu mình sẽ cho 3 lần đường vô nha. Sau mỗi lần đường mình sẽ đánh một xíu rồi mình mới cho vô thêm tiếp. Cho đến lần đường thứ 3 thì nó sẽ sệt lại vậy nè mọi người. Khi mà mình nhấc lên nó ra được một cái chớp đầu nó là ok la. Đó nó sẽ sánh mịn lên như kem như vậy nè là được nha mọi người. Khi mà đánh lên xong rồi mình sẽ trộn cái kem này là cái sữa chua hồi nãy lại với nhau. Cái này tôi coi hướng dẫn là người ta kêu cho từng đợt vô như nè, trộn cho mỗi lần một xíu thôi nha chứ không được trộn một ào luôn. Sau đó tôi sẽ lấy ra rồi bỏ vô máy sấy nha, sấy trong vòng mờ sương sương 9 tiếng nha mọi người, là một ngày á. Nhưng mà khi lấy ra tôi thấy nó hơi giống cái bánh á. Ê nhưng mà ăn nó giòn nha, nó ăn y như là sữa chua sấy luôn, nhưng mà nó khác là khác giống với lại cái bánh một xíu, tại vì cái lúc mà bỏ bột bắp bắt tôi nghĩ là bỏ bột sữa thì ok hơn. Mà thiệt sự là làm xong cái mẻ này rồi mà kêu tôi làm lại nữa chắc tôi không làm nổi đâu, tại vì đợi rất là lâu. Sữa đậu nành hột gà, món này có kỳ quá không ta? Chuyện là lúc nào tôi đi ngang con đường Đoàn Văn Bơ cũng thấy một hàng bán sữa đậu nành đậu xanh. Nồi sữa đậu nành thì luôn được đun trên bếp nóng hỏi. Kỳ lạ hơn là lúc nào trên bàn cũng có một thao trứng to đùng. Vào mua thì mới biết đó là món sữa đậu nành hột gà. Hột gà thì chỉ tắt đáy lòng đỏ trứng thôi, nhưng nếu là trứng gà ta thì sẽ ngon hơn á. Sau đó thì đổ sữa đậu nành nóng vào. Mình có dặn anh chủ quán là cho thêm một chút đậu xanh vào nữa. Nhìn cái thao đậu xanh đặc quánh mà thích gì đâu á. Tiếp theo là đánh đều lên để cho chúng hòa quyện vào với nhau. Sữa có vị thơm bùi bùi của đậu nành, có trứng nên có độ béo nhẹ nhưng lại không hề tanh đâu nha. Mình thấy cũng không quá ngọt vì anh chủ quán bỏ khá là ít đường á. Nhìn cái chỗ bán sữa đậu nành nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đã tồn tại trên 25 năm rồi đó. Hôm nào có ghé ngang qua đây các bạn nhớ mua thử nha. Sữa đỏ cực kỳ nổi tiếng ở Hà Nội, ngoài ăn không ra thì mình ăn được chứ món gì. Clip trước á thì tôi ăn sữa đỏ Hà Nội mà ăn không vậy nè mọi người, thì ăn y như là thạch rau câu vậy đó. Nhưng mà mấy bà kêu tôi á là ăn thử cái món chấm với mắm tôm đi, thì tôi sẽ cắt ra nha, giống như ở Hà Nội luôn. Nó cắt ra những miếng nhỏ vậy nè, không mà không hiểu tại sao á, tôi thấy người ta trên clip á mọi người, những cái quán ở Hà Nội là cái sữa đỏ nó màu đỏ rất là đậm nha. Còn của tôi là dạng đỏ đỏ hồng hồng á mọi người ơi. Đó bây giờ tôi sẽ ăn chung với lại bún đậu mắm tôm nha mọi người ơi, nên là nó hơi lạ xíu là tại tôi mua nguyên set bún đậu mắm tôm luôn để ăn kèm cùng. Món này ăn đúng chuẩn là ăn cùng với lại cùi dừa. Lá tía tô chấm kèm với lại mắm tôm nha mọi người. Lát sữa lên, miếng dừa lên. Thấy có mấy bạn kêu là khó ăn, nhưng mà thiệt sự là tôi ăn một lần là tôi dính liền luôn á. Cùi dừa thì béo nha mọi người, lá tía tô nó hăng hăng nhẹ nè mọi người. Sữa thì nó sần sật nha, ăn vô nó mát miệng cực kỳ luôn. Trời ơi nó hòa quyện lại cực kỳ hợp nha. Bỏ thêm miếng đậu hũ béo béo giòn giòn nữa mọi người. Ê cái món này ăn hợp lắm mọi người ơi. Sữa mà chấm với mắm tôm 10 điểm không có nhân nha. Cái món này là 100% là mình không kiếm được ở Sài Gòn rồi, nên là tôi thử coi mấy bạn ở Hà Nội á làm sao tôi làm y chang vậy thôi nha. Nhưng mà ăn ngon thiệt sự luôn mà tiếc điều là ở Sài Gòn không có bán.